sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay shopee.vn/vietrachofficialstore. Xin chào tất cả các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay. Ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với văn bản số 2 trên những chặng đường hành quân của tác giả Nguyễn Văn Thạc, trích nhật ký mãi mãi tuổi 20. Về đề mục bài giảng, chúng ta sẽ gồm có những phần sau. Phần A nhỏ chúng ta sẽ đi tìm hiểu tri thức ngữ văn. Phần B chúng ta sẽ cùng nhau đọc văn bản, tìm hiểu chung, khám phá văn bản. Và phần cuối cùng đó chính là luyện tập và vận dụng. Chúng ta sẽ đến với một phần khởi động nhỏ nhỏ sau. Các bạn sẽ quan sát 3 bức tranh về 3 người anh hùng và cho biết tên, thời gian các anh hùng đã hy sinh. Bức tranh đầu tiên đó chính là Phạm Hồng Thái, hy sinh năm 1924 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp để giành độc lập dân tộc. Bức tranh số 2 đó chính là người anh hùng Tô Vĩnh Diện, người anh hùng đã lấy thân mình chèn pháo hy sinh vào ngày 1 tháng 2 năm 1954 trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Bức tranh số 3 đó chính là người anh hùng Nguyễn Văn Chỗi, hy sinh năm 1964 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Vậy thì chúng ta thấy rằng ba hình ảnh mà các bạn vừa đoán là một trong số những người anh hùng đã hy sinh khi tuổi đời của họ còn rất trẻ, đúng không nào? Họ là những người con đã hiến dâng không chỉ là tuổi trẻ mà hiến dâng cả cuộc đời, cả sinh mạng của mình cho cách mạng để ngày hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình, trong độc lập. Vậy những người lính ấy họ đã để lại những dấu ấn gì trên chặng đường hành quân trong mưa bom bão đạn? Thì trong buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu qua những cái trang nhật ký đầy chân thực của người liệt sĩ, người chiến sĩ Nguyễn Văn Thạc khi anh đã nằm lại chiến trường ở cái tuổi đẹp nhất, đó chính là tuổi 20. Trước hết chúng ta sẽ đi tìm hiểu đôi chút về lý thuyết. Thể loại nhật ký là gì? Nhật ký là một thể loại thuộc loại hình ký, là hình thức tự thuật có độ tin cậy cao, được thể hiện dưới dạng ghi chép hàng ngày, có đánh số ngày, tháng năm. Những cuốn nhật ký có giá trị văn học, không đơn thuần chỉ là việc ghi chép lại các sự việc hàng ngày của một cá nhân, mà còn giàu tính nhân văn, đặc sắc ngôn từ và nghệ thuật. Ví dụ như nhật ký của Tolstoy, Anna Frank, Đặng Thùy Trâm hay Nguyễn Văn Thạc. Vậy thì tính phi hư cấu trong nhật ký được thể hiện như thế nào? Phi hư cấu là cách phản ánh hiện thực theo nguyên tắc đề cao tính xác thực, là đặc điểm của tác phẩm thuộc loại hình ký. Phóng sự, nhật ký cũng như các thể loại khác thuộc loại hình ký như hồi ký, tự truyện, nhật ký, phóng sự, ký sự, coi trọng việc sử dụng các chi tiết, sự kiện mang thông tin xác định có thể kiểm chứng. Vậy thì chi tiết sự kiện hiện thực là gì? Chi tiết sự kiện hiện thực là loại chi tiết sự kiện có thật trong đời sống, tồn tại một cách khách quan. Đối với phóng sự, nhật ký, việc kết hợp các chi tiết sự kiện hiện thực với trải nghiệm, thái độ và đánh giá của người viết vừa thể hiện được tính xác thực của thông tin, vừa đem lại cho người đọc những nhận thức sâu sắc, gắn liền với cái nhìn, tình cảm của tác giả về thông tin được phản ánh trong văn bản. Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về tác giả Nguyễn Văn Thạc. Nguyễn Văn Thạc sinh năm 1952, quê ở làng Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội. Ông nhập ngũ năm 1971 khi đang là sinh viên khoa toán cơ trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, hy sinh năm 1972 tại chiến trường Quảng Trị. Về văn bản, đầu tiên là xuất xứ. Văn bản trên những chặng đường hành quân được trích trong cuộc nhật ký mãi mãi tuổi 20 thuộc thể loại nhật ký với phương thức biểu đạt chính, đó chính là phương thức tự sự. Vậy thì một số yếu tố của nhật ký được thể hiện như thế nào thông qua văn bản? Thì chúng ta sẽ chú ý cho cô 4 câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên, nêu những đặc điểm của thể loại nhật ký được thể hiện trong văn bản. Câu hỏi số 2, nêu tên và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ trong văn bản. Câu hỏi số 3, liệt kê các chi tiết có tính xác thực trong nhật ký ngày 10 tháng 4 năm 1972 về địa danh, con người, thói quen cũng như sự kiện và cho biết tác dụng của chúng. Câu hỏi số 4, theo bạn, văn bản trên có sử dụng yếu tố hư cấu không? Nếu có, hãy nêu ví dụ, nếu không, hãy cho biết vì sao. Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một số yếu tố của nhật ký trong văn bản. Tác giả đã thuật lại các sự kiện mà bản thân chứng kiến, trải nghiệm thông qua câu văn sau. Tôi tạm biệt mái trường đại học, bước vào đời quân ngũ, lần đầu tiên đứng gác ở trọ nhà dân, tạm biệt Hà Nội, lên đường vào chiến trường miền Nam. Các nội dung được thể hiện dưới dạng ghi chép hàng ngày, có đánh số ngày, tháng năm.
Văn bản nhật ký mãi mãi tuổi 20 không chỉ là ghi chép đơn thuần mà nó còn mang cái giá trị văn học sâu sắc, ngôn ngữ và hình ảnh chọn lọc, giàu chất thơ, sức gợi, tình yêu quê hương tổ quốc tràn chứa trong những trang nhật ký, truyền đến cho người đọc niềm xúc động sâu xa, cùng với đó là khơi gợi lòng yêu nước trong mỗi người bạn trẻ. Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các biện pháp tô từ được sử dụng trong văn bản. Trước hết, đó chính là biện pháp so sánh. Buổi gác đầu tiên là đêm trăng sáng, là bài thơ, là một trang nhật ký. Như vậy, so sánh buổi gác đầu tiên với đêm trăng sáng với bài thơ trang nhật ký để làm nổi bật vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình của màn đêm, gợi cảm giác lãng mạn, bâng khuâng, xúc động của nhân vật tôi. Biện pháp nhân hóa, ôi xóm làng yêu quý, ta khiến cho hình ảnh vô tri vô giác trở nên có hồn, có linh hồn sinh động qua tiếng gọi của người lính trẻ, đồng thời thể hiện được cái tình yêu của người lính trẻ đối với quê hương của mình. Tiếp đến, điệp ngữ ngủ yên mà giống như một lời vỗ về nhằm nhấn mạnh niềm mong mỏi làng quê bình yên, đồng thời điệp ngữ kết hợp với phép liệt kê bưởi đã cuối mùa, ổi đã cuối mùa nhằm tăng tính biểu cảm, thiên nhiên đang chuyển động báo hiệu mùa cả ngọt đang về. Một số chi tiết có tính xác thực trong văn bản, thứ nhất đó chính là địa danh Gà Quán Hành, thành phố Vinh, Nghi Lộc, Nghệ An, thời gian cụ thể, chi tiết vào mùng 10 tháng 4 năm 1972. Con người đó chính là người lính Nguyễn Văn Thạc trên con đường hành quân vào chiến trường miền Nam khói lửa, với sự kiện người lính ở trọ vào đúng nhà thầy dạy toán của mình ở đại học. Trước khi vào chiến trường, đoàn tàu đi qua cửa Nam, những người lính vội vã thả thư xuống đường nhờ chuyển về gia đình, vẫy chào tạm biệt người dân Hà Nội đứng bên đường. Như vậy, việc sử dụng một số những chi tiết phi hư cấu nó nhận tạo nhằm tăng cái độ tin cậy xác thực cho sự việc, dựng lên một bức tranh chân thực của một giai đoạn lịch sử. Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem văn bản có sử dụng yếu tố hư cấu hay không. Chúng ta thấy rằng văn bản không hề sử dụng yếu tố hư cấu, bởi vì mọi sự việc con người đều được ghi chép lại hết sức chân thật, kèm với địa danh có thật, ngày tháng xác định cụ thể. Vậy thì lý do nào để nhật ký không sử dụng yếu tố hư cấu? Chúng ta thấy rằng nhật ký được viết lại là do nhu cầu ghi chép những cái sự việc vừa xảy ra hoặc xảy ra chưa lâu, và mục đích ban đầu chỉ viết cho riêng mình, vì thế hư cấu là không cần thiết. Cảm hứng chủ đạo của văn bản và cái tôi của tác giả. Cảm hứng chủ đạo của văn bản đó chính là cảm hứng ngợi ca những cái gì? Ngợi ca những tình cảm đẹp, trong sáng, ý chí vượt qua mọi gian khổ, thử thách, cùng với đó là niềm hăm hở ra trận chiến đấu vì Tổ quốc, vì nhân dân của thế hệ trẻ Việt Nam đương thời. Cái tôi của tác giả đó chính là cái tôi giàu cảm xúc, chan chứa yêu thương với xóm làng, quê hương đất nước. Cái tôi công dân luôn có ý thức trách nhiệm bảo vệ quê hương, Tổ quốc. Cái tôi với lý tưởng sống cao đẹp, sẵn sàng dâng hiến tuổi thanh xuân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chúng ta sẽ đến với phần tổng kết về mặt nội dung và nghệ thuật. Về giá trị nội dung, thể hiện những ghi chép của tác giả khi hành quân qua địa phận Nghi Lộc, Nghệ An với lòng tự hào, khi đứng trong quân ngũ và lòng yêu nước mãnh liệt. Về giá trị nghệ thuật, sử dụng ngôi kể thứ nhất tạo nên sự chân thực gần gũi, giọng văn nhẹ nhàng, nhiều xúc cảm với hình ảnh, từ ngữ mang tính biểu tượng cao như màu xanh, màu áo xanh, áo trắng cánh cò. Tiếp đến, vận dụng linh hoạt các thủ pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hóa, tiệp từ, điệp ngữ, liệt kê, làm cho lời văn trở nên chân thực và sinh động hấp dẫn. Tiếp đến, chúng ta sẽ đến với phần luyện tập với câu số 1. Trên đường hành quân, tác giả đã gặp người nào? A. Bạn học cũ. B. Đồng đội cũ. C. Người cùng quê. D. Thầy Khang dạy toán. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án D. Thầy Khang dạy toán. Câu hỏi số 2. Tác dụng của biện pháp tô từ liệt kê trong câu văn. Bây giờ ta đọc trong ngôi sao ấy, ánh lửa cầu vồng của trận công đồn, màu đỏ của lửa của máu, ta như thấy trong màu kỳ diệu ấy có cả hồng cầu của trái tim ta. Vậy thì tác dụng của biện pháp tô từ liệt kê trong câu văn này là để giúp cho câu văn trở nên sinh động hấp dẫn, lột tả được cảm xúc hạnh phúc, tự hào cùng với ý chí quyết tâm chiến đấu của tác giả. Câu số 3, những địa danh được nhắc đến trong văn bản đó chính là Gà Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An, Hà Nội, Gà Phố Tráng. Câu hỏi số 4, cảm xúc của tác giả được thể hiện trong văn bản như thế nào? Đó chính là cảm xúc tự hào, cảm động, sục sôi ý chí chiến đấu. Về phần vận dụng, viết đoạn văn khoảng 150 chữ nêu cảm nghĩ của anh chị về tác giả hoặc vẽ bức tranh anh bộ đội đứng gác. Trên đây chính là toàn bộ nội dung bài học ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những video bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh.
trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.